Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong thời lượng 10 phút của chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. 11 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách nhà nước tỉnh Hưng Yên đạt gần 50.000 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng 50 triệu đô la Mỹ. Hưng Yên có 9 doanh nghiệp lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Trả lời của Chi cục Hải quan Hưng Yên với câu hỏi của doanh nghiệp như sau: trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu, doanh nghiệp muốn thay đổi mục đích sử dụng thì thực hiện như thế nào? Cuối chuyên mục là phóng sự doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển công nghiệp phụ trợ. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với các nội dung chi tiết của chuyên mục. Mới đây, công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report phối hợp cùng báo Vietnamnet công bố bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 9 doanh nghiệp được lọt vào top này. Đó là các doanh nghiệp công ty cổ phần ABC Việt Nam chuyên về sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Minh Ngọc chuyên về sản xuất kinh doanh máy móc sản phẩm cơ khí, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghiệp Mỹ Việt chuyên về sản xuất kinh doanh máy móc sản phẩm cơ khí, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Liva chuyên về sản xuất kinh doanh thiết bị điện, công ty cổ phần nhựa Hưng Yên chuyên sản xuất kinh doanh nhựa và các sản phẩm từ nhựa, công ty cổ phần Thuận Đức chuyên sản xuất kinh doanh nhựa và sản phẩm từ nhựa, công ty cổ phần Marvin Office chuyên sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi, công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Việt Hưng chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm từ giấy và nhựa, công ty trách nhiệm hữu hạn thép Nhật Quang sản xuất gia công kim loại sắt thép. Dù lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, nhưng cả 9 doanh nghiệp trên đều nằm ở nửa cuối và cuối của bảng xếp hạng. Qua 11 tháng, thu ngân sách của tỉnh Hưng Yên đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng trên 190% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt trên 45.500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu đạt hơn 4.100 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Cũng qua 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%, nhóm ngành hàng tăng cao nhất là công nghiệp chế biến chế tạo. Chỉ số công nghiệp tăng bình quân qua 11 tháng có đóng góp lớn từ các quý trước. Cụ thể, ở quý 1, quý 2, quý 3, doanh nghiệp trên đà hồi phục khi Việt Nam đạt thành công trong công tác chống dịch, các hoạt động sản xuất dịch vụ trở lại bình thường. Từ quý tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn do biến động về giá cả thị trường tiêu thụ giảm. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, những tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp khó khăn, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị để chủ động đối phó. Tính đến hết tháng 11 năm 2022, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI vào tỉnh Hưng Yên đạt trên 210 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Số vốn đầu tư trên 210 triệu đô la Mỹ thuộc về 17 dự án đầu tư nước ngoài, chủ yếu đến từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đầu tư vào các khu công nghiệp. Cũng qua 11 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận thêm 56 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký đầu tư trên 18.000 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tỉnh Hưng Yên có trên 2.120 dự án vào đầu tư còn hiệu lực, trong đó có trên 1.600 dự án đầu tư trong nước với số vốn hơn 301.000 tỷ đồng và hơn 500 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 6 tỷ 180 triệu đô la Mỹ. Nhờ trồng hoa cây cảnh, nhiều hộ sản xuất ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã vươn lên thành lập doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp có tổng doanh thu trên 100 tỷ đồng mỗi năm như Thủy Cam, Phong Tuyền, Thu Huyền. Các doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất kinh doanh hoa cây cảnh tại đây tạo việc làm thường xuyên cho 2.000 lao động địa phương và từ 4.000 đến 5.000 lao động tỉnh ngoài. Được sự giúp đỡ của chính quyền, ủy ban, nhất là bên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, thì cũng quan tâm đến cho bà con về một số những cái mảng như là giao thông thủy lợi này, điện này, nước này, rồi là một cái số các cái dịch vụ khác để giúp cho bà con sản xuất cho nó thuận tiện hơn. Để kinh tế địa phương phát triển, nhiều doanh nghiệp được thành lập mới có vai trò của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Quan. Đây là một trong những hợp tác xã đầu tiên của tỉnh Hưng Yên chuyển đổi hoạt động theo luật hợp tác xã, có hội đồng quản trị, ban giám đốc và hơn 60 thành viên. Lĩnh vực chính hoạt động là bán lẻ điện sinh hoạt, dịch vụ thủy lợi nội đồng, quản lý kinh doanh chợ dân sinh, thu gom rác thải sinh hoạt. Hợp tác xã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều bằng khen, giấy khen của các bộ ngành địa phương. Nhờ hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp mới tại Xuân Quan trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Hội Doanh nghiệp huyện Khoái Châu có gần 100 hội viên. Hiện nhiều doanh nghiệp hội viên đang gặp khó khăn do đơn hàng sản xuất giảm.
Thời điểm tháng 3 đầu năm khi doanh nghiệp trên đà hồi phục, các doanh nghiệp trong hội doanh nghiệp huyện tạo việc làm cho gần 15.000 lao động. Đến thời điểm này, số lao động ở các doanh nghiệp đều giảm bình quân từ 15 đến 20%. Vì hầu hết các đơn hàng của đối tác trong và ngoài nước, thị trường tiêu thụ đều giảm, trong khi nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất tăng. Nguyên liệu cho sản xuất gạch hiện nay so với thời điểm tháng 4 đều tăng từ 1,5 đến hơn 2 lần. Mặt khác, các doanh nghiệp trong hội đa số có quy mô vừa và nhỏ, nên những biến động của thị trường cùng với lãi suất tiền vay tăng, thắt chặt hạn mức cho vay càng làm cho nhóm doanh nghiệp này bị ảnh hưởng sâu hơn. Các doanh nghiệp không có đơn hàng, cung cầu đang khó khăn, và chính sách và ngân hàng đang siết chặt, trở thành cái nền kinh tế đang rất khó khăn đến doanh nghiệp khu vực Hoài Châu. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363089089 và email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, chương trình nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề đất đai, ưu đãi đầu tư, thuế, hải quan. Doanh nghiệp có câu hỏi như sau: trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu, doanh nghiệp muốn thay đổi mục đích sử dụng thì thực hiện như thế nào? Câu hỏi liên quan đến lĩnh vực hải quan, và ngay sau đây là nội dung trả lời của ông Vũ Đình Tranh đến từ Chi cục Hải quan Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đã được quy định tại khoản 5 điều 25 Nghị định số 08/2015 Nghị định Chính phủ và đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 điều 1 Nghị định số 59/2018 Nghị định Chính phủ. Trong đó, đối tượng là hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc đối tượng miễn thuế đã được giải phóng hoặc thông quan hàng hóa, nhưng sau đó doanh nghiệp có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc đối tượng miễn thuế, hoặc hàng hóa là nguyên liệu vật tư linh kiện nhập khẩu để gia công sản xuất hàng xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập tái xuất đã được giải phóng hoặc thông quan hàng hóa, sau đó doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai hải quan mới. Như vậy, doanh nghiệp muốn thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu thì thực hiện khai báo tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi cần các cơ quan liên quan trả lời, giải đáp, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363089089, email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thế giới phẳng ngày nay, việc hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp không còn gói gọn ở một địa phương hay một quốc gia mà mang tính liên quốc gia. Doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến Hưng Yên đầu tư, ngoài tạo ra việc làm cho người lao động, nộp ngân sách nhà nước thì cũng tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp địa phương phát triển công nghiệp phụ trợ. Nhờ các doanh nghiệp nước ngoài vừa đầu tư mà doanh nghiệp này đã phát triển từ cơ sở sản xuất tại hộ gia đình vươn lên thành doanh nghiệp với quy mô diện tích nhà máy rộng hơn 1 hectare, tổng doanh thu bình quân mỗi năm từ 60 đến 80 tỷ đồng. Tạo việc làm cho 60 lao động với mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng một người trên tháng. Làm việc ở đây rất là yên tâm, xác định làm việc ở đây lâu dài. Sau 11 năm hoạt động, nhờ không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, uy tín với bạn hàng mà doanh nghiệp đã ký được nhiều đơn hàng sản xuất công nghiệp phụ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh Hưng Yên nói riêng và Việt Nam nói chung. Mặt hàng sản xuất chủ yếu là đồ dùng một lần và khai đựng linh kiện điện tử. Làm cho công ty của nước ngoài thì công ty chúng tôi lúc nào cũng đảm bảo là cái chất lượng hàng và cái tiến độ giao hàng thật tốt. Doanh nghiệp xác định phải không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường cho chính bản thân doanh nghiệp mình. Đây mới là chìa khóa quan trọng nhất cho mỗi doanh nghiệp muốn phát triển khi hợp tác và hội nhập. Công ty Việt Trung chúng tôi đã có những cái giải pháp là sẽ thay đổi những cái công nghệ mới, áp dụng công nghệ tiên tiến của nước ngoài, chất lượng sản phẩm của công ty đạt kết quả cao, đạt yêu cầu của khách hàng để khách hàng yên tâm lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Thị trường thương mại hiện nay luôn biến động nhanh chóng, ảnh hưởng của chiến tranh, xung đột, dịch bệnh, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn đang và sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp như trong thời gian vừa qua. Đi liền với đó là thời cơ, cơ hội đan xen, đòi hỏi từng doanh nghiệp luôn có sự chủ động để nắm bắt lấy thời cơ, cơ hội phát triển cho mình.
Thời lượng 10 phút của chương trình Đồng hành cùng Doanh nghiệp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh, xin liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.